trên thực tế. Vì vậy thì cuối cùng là họ tín nhiệm nhiều hơn các cái giấy, các cái loại gỗ có nguồn gốc là bền vững, bởi vì các nguồn gỗ, các loại gỗ nguồn gốc bền vững thì nó có cái tiêu chuẩn cao hơn. Và như chúng ta đã thấy thì gỗ hợp pháp thì tuy là được công nhận là như vậy, nhưng mà cái việc mà doanh nghiệp giải trình được cái gỗ hợp pháp để đưa được vô trong các cái thị trường như trên thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là EU. Tuy nhiên thì đã có một cái bước đột phá, như chúng ta đều biết là vào tháng 11 năm 2016 thì là Việt Nam với EU đã tuyên bố là đã ký xong, đã đàm phán xong, và vừa và ngay vừa rồi vào tháng ngày 11 tháng 5 thì là cái hiệp định TPA đã được ký tắt, và cái sự triển khai của nó trong thời gian gần, trong thời gian tới thì chúng ta ai cũng đã được biết như là bà Vân đã nhắc tới. Như vậy thì ở cái giai đoạn này là một cái giai đoạn chuyển tiếp, khi mà chúng ta ở phía bên trái mọi người nhìn thấy là hình ảnh UTR và bên phải là Flecti. Chúng ta đang ở một trong cái thời đoạn mà các doanh nghiệp vẫn phải giải trình cho các nhà nhập khẩu và chờ cho đến khi là hệ thống EPA Flecti của Việt Nam được hoạt động vận hành đầy đủ. Thì nhiệm vụ của Hawa là làm sao phải có một hệ thống có tính thích ứng cả trước và sau. Và đấy là vai trò của dự án Hawa DDS. Ban đầu thì chúng tôi chỉ tính đến cái việc là làm sao đó giúp cho các doanh nghiệp giải trình tốt với các nhà nhập khẩu hiện tại. Nhưng khi cái bối cảnh đã thay đổi là VPA đã được ký, thì chúng tôi cũng phải nghĩ đến cái việc làm sao để cho nó giúp cho doanh nghiệp có được giấy phép Flecti một cách thuận lợi, tốt đẹp, nhanh chóng hơn. Thì tôi cũng xin được nói qua một chút về cái trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ, bởi vì cái sự hiểu của chúng ta ngay cả trong các doanh nghiệp sản xuất hay là thậm chí nhà mua hàng, mỗi một cái nơi, mỗi một cái người có một cái sự hiểu khác nhau và không có đồng nhất. Vì vậy nên là có những nơi thì cái việc giải trình thì có vẻ rất là dễ dàng, nhưng có những nơi thì rất là khó khăn, thì chúng ta cần một cái sự hiểu nó tương đối thống nhất với nhau. Thứ nhất là trước cái tình trạng phá rừng bừa bãi thì cộng đồng quốc tế cảm thấy là cần phải ngăn chặn nó quyết liệt, và đó là lý do tại sao mà UTR, Lacey Act và các cái đạo luật khác ra đời để cho các cái tạo điều kiện cho gỗ hợp pháp và ngăn chặn gỗ bất hợp pháp. Thì một trong những cái yêu cầu là các cái doanh nghiệp khi mà nhập khẩu về thì họ phải thực hiện trách nhiệm giải trình. Chứ due diligence đây được hiểu rằng là điều là tới nơi tới chốn, thấu đáo tới cùng. Như vậy thì nói một cách hiểu chính xác là phải giải trình tường tận. Nếu như tôi còn cảm thấy nghi ngờ ở chỗ nào, tôi có quyền hỏi tới, và đến mức là thông qua giải trình tường tận thì cái một cái doanh nghiệp là tốt hay không tốt đã được thể hiện ra. Và chính là vì như vậy, cộng với một cái sự rất là nếu như mà doanh nghiệp mà làm sai, các nhà nhập khẩu châu Âu chẳng hạn, họ mà nhập vào những cái gỗ mà cuối cùng là bị tố cáo rằng là cái gỗ đó bất hợp pháp, thì cái sự trừng phạt nó rất là lớn. Có những doanh nghiệp đã phải bị phạt đến hàng triệu đô, hàng chục triệu đô dẫn tới phá sản. Và điều này sẽ khiến cho họ cảm thấy là lo lắng. Và bởi cái sự lo lắng này, họ có nhu cầu tìm đến sự an toàn. Và các nhà nhập khẩu, các nhà mua hàng, người ta cần tìm sự an toàn, nên là họ phải nhờ đến dịch vụ xác minh của bên thứ ba. Và khi bên thứ ba đã làm cái dịch vụ xác minh thì vấn đề trở thành đó là cái hóa đơn tính tiền nó rất là dài. Tức là sao? Bởi vì cái chi phí xác minh nó rất là lớn. Và khi mà cái chi phí xác minh ở phía người mua nó lớn thì cái gánh nặng đẩy qua bên chỗ nhà sản xuất cũng rất là lớn. Như vậy thì bình thường doanh nghiệp sản xuất nó phải chịu gánh nặng về sản xuất, về các loại, rồi thì bây giờ phải chịu thêm cái trách nhiệm giải trình và các cái chi phí đi kèm với nó không phải là nhỏ. Đấy là lý do tại sao mà chúng tôi xây dựng một cái hệ thống để giúp cho giảm bớt cái gánh nặng cho doanh nghiệp. Và hệ thống này được xây dựng trên 7 nguyên tắc. 7 nguyên tắc đó, thứ nhất, đó là tạo ra môi trường thuận lợi để các thành viên tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và dễ được xếp hạng nhóm 1. Như là Vân đã nói, thì nếu như các cái doanh nghiệp tham gia vào hệ thống này thì cái cơ hội được trở thành
doanh nghiệp xếp hạng loại 1 sẽ trở nên rất là lớn, và khi mà trở được xếp hạng loại 1 thì chúng ta gần như là cái thời gian để chúng ta có được cái FFT rất là nhanh. Thứ hai là cái hệ thống của chúng tôi phải phù hợp với cả các yêu cầu giải trình trước và sau FFT. Thứ ba là hệ thống phải mang tính khách quan, minh bạch và chính xác. Và do đó nếu như nó đáp ứng được yêu cầu khách quan và chính xác thì sẽ được các khách hàng EU, Bắc Mỹ, Australia, Nhật Bản chấp nhận và sử dụng cái kết quả giải trình này. Thứ năm là hệ thống phải có dựa trên một cái nền tảng được tự động hóa, lập trình hóa rất là cao. Thứ sáu là nó phải đem lại hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp tham gia. Thứ bảy là nó phải bao gồm các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tự nguyện tham gia vào hệ thống. Trước đây thì cái hệ thống chúng tôi ban đầu thì là chỉ phát triển cho các doanh nghiệp chế biến gỗ, nhưng mà sau đó thì chúng tôi thấy cần phải mở rộng nó cho toàn bộ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Và đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta thấy được sự xuất hiện của rất nhiều các doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực như trồng rừng, thương mại, rồi các nhà xuất khẩu gỗ cũng có, rồi các nhà chế biến gỗ cũng có. Các hệ thống cấu thành của Dahua DDS thì bao gồm ban quản lý dự án, cơ quan giám sát và cấp chứng chỉ quốc tế, cộng đồng các doanh nghiệp trong nước, các nhà cung cấp gỗ nước ngoài và các nhà mua hàng nước ngoài. Đây là những thành phần tham gia trực tiếp vào trong dự án. Cốt lõi của dự án nó là một nó sẽ được tự động hóa rất là cao, nên để cho cái sự xác minh nó trở nên nhanh chóng và chính xác thì chúng tôi sẽ phát triển một cái phần mềm Dahua DDS và một cái nền tảng công nghệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng tất cả những cái công nghệ mới nhất để giúp cho cái quá trình xác minh nó được nhanh chóng, chính xác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Và xung quanh cái hệ thống này thì chúng ta có sự hỗ trợ, có sự tương tác, có sự xác minh, có sự kiểm tra của tất cả các cái đối tác có liên quan. Và về thành phần các doanh nghiệp tham gia vào dự án thì như tôi đã trình bày trước, đó là chúng ta sẽ có các chủ rừng ở Việt Nam, rừng trồng thì chúng tôi ưu tiên dành cho các loại gỗ là gỗ tràm và gỗ cao su trước đã. Các công ty thương mại gỗ và chúng tôi ưu tiên những công ty nào hiện giờ đang có COC. Các công ty sản xuất đồ gỗ, chúng tôi cũng ưu tiên những công ty nào đang sản xuất, đang có COC. Các nhà cung cấp gỗ nước ngoài, cái đây là một cái điều rất là mới. Và nếu như nhà cung cấp gỗ nước ngoài tham gia vào hệ thống thì nó sẽ giúp cho một cái việc là họ cũng sẽ cung cấp các cái thông tin vào trong hệ thống ngay từ đầu và khiến cho doanh nghiệp ở các cái chuỗi cung ứng đằng sau không phải vất vả trong việc là phải đòi hỏi họ có những cái bộ hồ sơ chứng từ đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Bởi nếu như họ mà cái giai đoạn đầu khi mà họ đưa thông tin vô mà thông tin nó có sai lệch thì hệ thống sẽ nhắc nhở họ và họ phải bổ sung đầy đủ. Rồi các nhà nhập khẩu đồ gỗ, người ta cũng quan tâm đến cái dự án này, họ cũng muốn tham gia. Cụ thể là cách đây 2 tuần thì chúng tôi đã có một cái buổi tham vấn các cái nhà mua hàng mà họ đặt đại diện tại Việt Nam. Thì khi được nghe trình bày về cái mô hình hệ thống này, họ rất thích và họ nói rằng nếu như hệ thống vận hành thì họ sẽ yêu cầu các cái nhà sản xuất của họ tham gia vào hệ thống này. Đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là vui, và bản thân họ cũng tham gia vào hệ thống này. Về quy mô doanh nghiệp thì chúng tôi dành không chỉ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà cho cả những doanh nghiệp lớn, nghĩa là tất cả mọi doanh nghiệp. Như vậy thì khi quý vị nhìn vô cái bức tranh này thì quý vị nhìn thấy rằng là tất cả các doanh nghiệp ở mọi điểm trong cái mắt xích của chuỗi cung ứng và mọi quy mô đều hội tụ ở đây đầy đủ cả. Như vậy thì cái mối quan hệ giữa Dahua DDS và EUTR cũng như VP Flecti nó là như thế nào? Như chúng ta đều biết thì nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn của EUTR hiện giờ là chúng ta đang làm đây, các doanh nghiệp đang giải trình đây. Ở giai đoạn của Flecti là sau này đây, và cái hệ thống này nó nằm ở giữa và nó sẽ phải đáp ứng được yêu cầu của cả hai cái giai đoạn này.
Đối với giai đoạn EUTI này thì nhà nhập khẩu tổng hợp thông tin rồi nhà từ nhà sản xuất rồi xây dựng bản đánh giá rủi ro và giải trình với MO tức là cơ quan giám sát của EU, thì trách nhiệm giải trình là trách nhiệm của nhà nhập khẩu đối với cơ quan giám sát EU, và do đó họ yêu cầu nhà xuất khẩu, nhà sản xuất phải giải trình cho họ để họ có đủ cái bộ hồ sơ này họ làm việc với MO. Và họ ưa thích sử dụng nguồn gỗ bền vững hơn là gỗ hợp pháp, bởi vì họ e ngại rủi ro từ các quốc gia chưa có hệ thống giám sát chặt chẽ. Thì trong giai đoạn EUTI này, hệ thống chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ giúp cho nhà sản xuất xây dựng bản đánh giá rủi ro và bộ thông tin nguồn gốc gỗ hợp pháp của dưới sự xác minh và chứng nhận cơ quan cấp chứng chỉ và cơ quan giám sát EUTI, rồi gửi cái tài liệu đó cho nhà nhập khẩu để họ giải trình. Nếu như một cái hệ thống mà chỉ chúng ta làm không thôi thì nó sẽ khó có sự chấp nhận của khách hàng. Nhưng nếu như có cái sự xuất hiện của cái đơn vị cấp chứng chỉ quốc tế hoặc cơ quan giám sát EUTI tham gia vô xác minh cho hệ thống thì cái tính đáng tin cậy của nó sẽ rất là cao, và chúng ta sẽ dễ được các nhà nhập khẩu, các khách hàng quốc tế người ta công nhận, người ta chấp nhận. Thì đây là cái bộ sản phẩm mà hệ thống sẽ cung cấp cho các cái nhà sản xuất khi mà họ làm công tác giải trình. Đây là bộ hồ sơ sản phẩm nguyên liệu, đây là cái mã số, đây là cái sơ đồ, cái gọi là bản đồ chuỗi hành trình của sản phẩm, và quan trọng nhất là cái bản đánh giá rủi ro. Thì cái bản đánh giá rủi ro này nó đáp ứng cái yêu cầu của các nhà nhập khẩu trong cái giai đoạn EUTI này. Và sau đó thì khi tới cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn của Flexi, thì ở giai đoạn này đặc trưng của nó là gì? Doanh nghiệp thay vì là giải trình với nhà nhập khẩu thì bây giờ giải trình với nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước thông qua hệ thống VNTLAS. Ở giai đoạn này thì cơ quan nhà nước căn cứ vào kết quả xếp hạng doanh nghiệp sẽ quyết định hình thức xác minh nguồn gỗ trước khi cấp phép. Vậy thì ở trong giai đoạn này hệ thống sẽ phải làm gì để thích ứng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp? Thì cái chúng tôi đề xuất, cái chúng tôi sẽ định làm là gì? Là giai đoạn này nhà sản xuất sẽ được hệ thống xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp và chứng nhận, đồng thời cung cấp nguồn gốc, cung cấp hồ sơ nguồn gốc gỗ và sơ đồ chuỗi cung ứng để trình lên hệ thống VNTLAS, từ đó nhận giấy phép Flexi. Như vậy là để giúp cho cái quá trình mà các cơ quan nhà nước người ta xác minh cái tính hợp pháp của gỗ đối với các doanh nghiệp mà chưa được xếp hạng loại 1, thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái giấy chứng nhận, một cái chứng nhận về cái tính hợp pháp của gỗ, và căn cứ theo cái này thì các cơ quan quản lý nhà nước có thể dễ dàng hơn trong cái việc là cấp phép Flexi cho doanh nghiệp. Cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao phải tạo ra sự công nhận quốc tế cho Hawa DDS. Thì đây là cái đầu tiên tôi xin trình bày cái gọi là Circle of Trust, là cái vòng tròn mà tin tưởng, tin cậy. Thứ nhất là hệ thống của chúng ta ở đây, thì hệ thống phải đảm bảo là các yêu cầu minh bạch, được giám sát kỹ lưỡng, mang tính khách quan và công bằng, được tự động hóa và lập trình hóa cao, chính xác và nhanh chóng, đồng thời là có nhân lực hỗ trợ trực tiếp. Thì nếu mà hệ thống của chúng ta đảm bảo được những yêu cầu này thì chúng ta sẽ có được sự tin tưởng từ cái đơn vị gọi là cấp chứng chỉ quốc tế, hay là đơn vị giám sát quốc tế, giám sát EUTI. Thì đặc trưng của các đơn vị này là họ có tính năng, là họ có cái đặc tính là họ có uy tín quốc tế rất là cao, họ có đội ngũ chuyên gia giỏi và thông cảm địa phương, họ có hệ thống giám sát chặt chẽ, họ có hiểu rõ yêu cầu của nhà mua hàng, và đồng thời là họ có chất lượng dịch vụ rất là hoàn hảo. Và chính vì lý do đó mà cái nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, người ta tin tưởng vào cái cơ quan cấp chứng chỉ này. Và đấy mà đối với nhà mua hàng thì sao? Bản thân họ thì là họ phải chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất về nguồn gốc gỗ hợp pháp cho các sản phẩm lưu hành tại EU và các cái quốc gia khác. Thứ hai là họ không có đủ nguồn lực, mặc dù chịu trách nhiệm rất cao nhưng không đủ nguồn lực, và cái đe dọa phạt nó không phải là nhỏ.
Nên là họ đành phải dựa vào một cái sự xác minh điều tra của bên thứ ba. Bên thứ ba này chính là các cái cơ quan cấp phép đây, các cơ quan cấp chứng chỉ đây và cơ quan giám sát đây. Rồi họ cần sự an toàn, sợ rủi ro từ phía nước xuất khẩu. Tại vì rất là nhiều nước mà có nguồn gỗ xuất khẩu thì như chúng ta đã biết là cái giấy tờ giả nó rất là nhiều, nên là trông về hình thức có vẻ hợp pháp đấy, nhưng mà khi mà điều tra ra thì nó lại không phải là như vậy. Cái đó là cái mà họ rất sợ rủi ro. Thì khi mà đáp ứng được các yêu cầu này thì từ hệ thống của chúng ta sẽ xây dựng ra các cái bản đánh giá rủi ro và xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp dựa trên các thông tin của doanh nghiệp cung cấp. Rồi chúng ta đưa cái này lên cho đơn vị cấp chứng chỉ và giám sát quốc tế, người ta xem xét. Và sau đó khi mà họ thấy phù hợp, thấy tốt rồi thì người ta sẽ có xác nhận lên trên cái bản này, cái bản kết quả này. Và cái bản kết quả này được chuyển cho nhà mua hàng. Và nhà mua hàng thì sẽ cầm cái bản kết quả này trình lên cho cơ quan giám sát ở EU. Đây là cái gọi là vòng tròn tin tưởng lẫn nhau là như vậy. Và nếu mà đảm bảo được các yêu cầu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là hệ thống của chúng ta được các cái cơ quan cấp chứng chỉ và giám sát quốc tế công nhận, và chính vì sự công nhận này mà chúng ta được khách hàng chấp nhận. Các bước triển khai của dự án rất là như sau. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị. Biểu tượng của nó là một cái cây nho nhỏ. Và chúng ta dự tính là trong vòng 1 năm đầu tiên, từ 2017 đến 2018, những việc chúng ta làm trong thời gian này là xây dựng bộ quy tắc ứng xử về hệ thống giám sát năng lực tuân thủ pháp luật của thành viên. Và chúng ta cũng đồng thời là phát triển phần mềm DDS. Thì cái hệ thống, cái quy tắc ứng xử thì chúng ta đã, Hawa đã xây dựng xong và đã gửi cho tất cả các thành viên rồi. Và cái việc tiếp theo là gì? Là chúng ta, Hawa DDS dự án sẽ xây dựng cái hệ thống giám sát năng lực tuân thủ pháp luật cho các thành viên, để giúp các thành viên đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đặt ra để trở thành một doanh nghiệp loại 1. Những cái thành phần tham gia trong cái giai đoạn này là, đây là giai đoạn cũng còn mang tính thử nghiệm, nên chúng tôi sẽ lựa chọn 30 cho đến 50 doanh nghiệp tham gia vào thử nghiệm hệ thống. Và mục tiêu đặt ra là giúp cho các thành viên đạt được tiêu chuẩn để được Tổng cục Lâm nghiệp xếp hạng loại 1. Cũng xin nói rằng là chúng tôi có được cái điều này là nhờ những cái góp ý rất là quý báu từ phía Tổng cục Lâm nghiệp sau cái buổi mà chúng tôi tham vấn tại Tổng cục Lâm nghiệp vào tháng 4 vừa rồi. Ở giai đoạn 2, giai đoạn chính thức. Ở giai đoạn này thì hệ thống đã được phát triển đầy đủ. Chúng tôi dự kiến là nó sẽ mất 2 năm, từ 2018 đến 2020. Ở đây là trong giai đoạn này, những việc chúng ta làm là phát triển và hoàn thiện hệ thống giải trình nguồn gốc gỗ. Rồi các thành phần tham gia sẽ là các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng trong nước. Chúng tôi mở rộng hết, bây giờ không chỉ là các doanh nghiệp thử nghiệm nữa, mà khi mà hệ thống nó chạy tốt rồi thì các doanh nghiệp nào mà mong muốn thì đều có thể tham gia được. Và điều kiện là họ ở trong cái chuỗi cung ứng của ngành gỗ Việt Nam. Và mục tiêu của chúng ta đặt ra trong thời gian này chính là tạo nên một hệ thống xác minh và cấp chứng chỉ gỗ hợp pháp được quốc tế và VNTLAS công nhận. Thì xét về trong dự án thì trong khoảng 3 năm là chúng tôi dự kiến là khi mà dự án hoàn tất là chúng ta đi hết cái giai đoạn 2 này. Nhưng mà sau khi dự án chấm dứt thì cái hệ thống vẫn còn và tiếp tục phục vụ hội viên. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái sự phát triển mới của hệ thống. Đây là giai đoạn mở rộng. Từ một cái cây nó phát triển thành một rừng cây. Tức là sao? Trong giai đoạn này từ 2020 đến 2025 và xa hơn nữa thì chúng tôi sẽ triển khai trên toàn quốc hệ thống xác minh và cấp chứng chỉ gỗ hợp pháp phục vụ cho việc xin giấy cấp giấy phép FLECTI. Và thành phần tham gia là toàn bộ các doanh nghiệp còn lại, những doanh nghiệp trong nước nào mà chưa tham gia thì chúng tôi đều mời họ tham gia. Không những vậy, các cái doanh nghiệp, các cái nhà cung cấp gỗ quốc tế, các nhà mua hàng quốc tế cũng được mời vô. Và đây sẽ là một cái sân chơi lớn, sân chơi quốc tế. Và mục tiêu của chúng tôi ở giai đoạn này là gì? Là tạo ra một sân chơi lớn cho toàn bộ các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam, đem lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp trong sản xuất và giao thương. Chúng ta sẽ thấy ở đây một cái hình ảnh thu nhỏ của một cái Alibaba trong ngành gỗ đó. Các bước phát triển giai đoạn 1, chúng ta đang ở thời kỳ chuẩn bị cho giai đoạn 1 là sao? Căn cứ trên
các gọi là quy tắc đạo đức về kinh doanh, căn cứ trên định nghĩa hợp pháp mà Việt Nam đã ký với EU, căn cứ trên pháp luật của Việt Nam đã được cụ thể hóa. Thì từ đây chúng ta phát triển lên bộ quy tắc ứng xử của HAWA, các thành viên HAWA và các thành viên tham gia vào dự án. Như vậy là các thành viên tham gia vào dự án thì không chỉ giới hạn trong hội viên của HAWA mà cả các hội viên ở phía bên ngoài, các công ty khác đều họ mong muốn. Bộ quy tắc ứng xử này đã được xây dựng xong và đã được gửi đến các quý vị. Rồi, bước tiếp theo là chúng tôi sẽ kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vô cái dự án này. Và cái buổi hội thảo ngày hôm nay vừa là để khởi động dự án nhưng cũng là để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia, và chúng ta thực ra là đang ở tại đây rồi đó. Bước tiếp theo của chúng ta sẽ là xây dựng một hệ thống hướng dẫn giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp. Hướng dẫn giám sát ở đây là gì? Thứ nhất là gì? Làm sao để được đạt được cái tiêu chuẩn trở thành doanh nghiệp loại 1 thì doanh nghiệp cần phải được hướng dẫn. Tại vì là xin nói với quý vị rằng là các cái tiêu chí đề ra nó vô cùng là phức tạp chứ không phải đơn giản, và chúng ta phải cần cái sự tập luyện chứ không phải là giống như là tập trận này đó. Tức là sao, chúng ta phải có một cái thời gian để chúng ta thích ứng với những cái đòi hỏi này và chúng ta đáp ứng đầy đủ. Và để làm được như vậy thì chúng tôi phải có một cái hệ thống để giám sát cái tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, và chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp khi doanh nghiệp cần. Vậy thì sau đó là gì? Mục tiêu của nó là tất cả các doanh nghiệp hoặc phần lớn các doanh nghiệp tham gia vào giai đoạn 1 này sẽ đủ tiêu chuẩn được trở thành doanh nghiệp loại 1. Cũng trong giai đoạn 1 này thì song song với điều đó, chúng tôi sẽ thực sự chúng tôi sẽ triển khai nó như thế nào. Đây là một cái hình ảnh để cho quý vị có thể hiểu được. Thứ nhất là gì? Chúng tôi thành lập một cái nhóm pháp lý, và nhóm pháp lý này đồng thời là chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai phát triển cái phần mềm HAWA DDS. Cái nhóm pháp lý này, nhiệm vụ của nó là nghiên cứu các vấn đề về FDP, FDT, về pháp luật, về các nhu cầu của doanh nghiệp, vân vân và vân vân. Để từ đó phát triển ra được các quy định, quy chế, quy trình, chính sách để cho doanh nghiệp có thể căn cứ, để cho hệ thống có thể vận hành và doanh nghiệp có thể theo đó mà đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của doanh nghiệp trong loại 1. Song song với thời gian đó thì hệ thống khi phát triển xong sẽ được chạy thử nghiệm, và sau khi phát triển trong các cái quy định, quy trình, quy chế thì đó là lúc mà chúng tôi xây dựng lên ban tư vấn giám sát năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, tư vấn giám sát hỗ trợ. Đồng thời ở đây thì khi mà các quy trình, quy chế cộng với phần mềm phát triển xong thì chúng tôi bắt đầu hoàn tất cái việc thử nghiệm hệ thống. Sau khi ban giám sát cái ban này được thành lập xong thì chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp điều tra cái thực trạng, bởi vì là mỗi doanh nghiệp thì có những cái mạnh, có những cái yếu khác nhau. Chẳng hạn như có doanh nghiệp thì lợi thế về phần thuế nhưng mà lại hơi yếu về phần môi trường, thì thông qua cái này chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp là cần phải làm gì để hoàn thiện cái bộ hồ sơ môi trường để thành doanh nghiệp loại 1. Hay có những doanh nghiệp khác thì lại yếu về cái phần lao động hay là phòng cháy chữa cháy, thì tất cả những cái đó là chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn ra cái vấn đề của mình, và từ cái vấn đề đó doanh nghiệp sẽ tự hoàn thiện mình để sẵn sàng cho cái việc phân loại của công việc. Đó là cái mà chúng tôi sẽ nói vừa nói xong, đó là hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các vấn đề và tuân thủ các tiêu chuẩn của nhóm 1. Thì khi ở phía dưới này hệ thống được hoàn tất thử nghiệm thì chúng tôi sẽ triển khai chạy thử nghiệm hệ thống HAWA DDS, và tất cả trong 30 đến 50 doanh nghiệp mà được mời tham gia vô cái này thì một lúc là họ sẽ tham gia vào hai cuộc chơi. Cuộc chơi là gì? Chuẩn bị để trở thành doanh nghiệp loại 1, và cuộc chơi thứ hai là áp dụng chạy thử hệ thống HAWA DDS. Và đó là sau đó là cái giai đoạn 1 kết thúc. Giai đoạn 1 kết thúc và chúng tôi dự kiến là cuối năm 2018 vậy đó. Thì sau đó chúng tôi sẽ thu thập các kết quả đầu ra, đánh giá báo cáo rồi kết thúc giai đoạn 1. Đây là cái hệ thống các cái kết quả đầu ra của HAWA DDS. Chúng ta có thể thấy ở đây sự tham dự đầy đủ của tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, từ các cái nhà sở hữu rừng trồng thì cũng có hộ gia đình hay là các tổ chức, rồi các công ty thương mại gỗ, rồi các nhà máy sản xuất đồ gỗ và các nhà cung cấp nước ngoài, tất cả họ đều tham gia vào hệ thống thì đều chuyển các thông tin đầu vào, gồm thông tin dữ liệu và
và các cái chứng từ mà họ liên quan đến cái chứng minh ra được cái gốc gỗ, nguồn gốc gỗ hợp pháp. Và ngay từ đầu lâu nay á, khi doanh nghiệp ở cái giai đoạn này á, là rất mệt mỏi, bởi vì sao? Mỗi lần giải trình là phải gõ cửa ông cháu công ty thương mại gỗ, anh cung cấp lại cho tôi những cái thông tin chứng từ để chứng minh, nếu như công ty này có không đủ lại phải đi gõ cửa cái nhà cung cấp này, hoặc là gõ cửa xa hơn là cái nhà cung cấp gỗ nước ngoài này, họ ở ngoài tầm kiểm soát của mình rồi. Và có những lúc là gì, hàng thì doanh nghiệp đã xuất đi, phía bên kia người ta cũng đã bán rồi, đến lúc cuối năm làm cái giải trình nó bị bế tắc ở đây, nó bị bế tắc ở đây, nó bị bế tắc ở đây, cực kỳ mệt mỏi. Thì nếu như chúng ta đúng ngay từ đầu, tức là gì, doanh nghiệp sẽ có quyền khi trước khi mua hàng, đúng không ạ? Sau khi mua rồi mà bảo họ cung cấp đầy đủ thì chỉ có nước năn nỉ thôi, nhưng trước khi mua, tại cái thời điểm phát sinh giao dịch mà người ta cung cấp thiếu, tôi yêu cầu cung cấp đầy đủ thì thôi, thì tôi mới thực hiện giao dịch. Và cái thứ hai nữa là thế này, nhà sản xuất ở đây là người chịu trách nhiệm phải giải trình chính, là không phải đi năn nỉ xin xỏ những người ở trước trong chuỗi nữa, họ vào thẳng trong hệ thống mà lấy. Tức là trong hệ thống này là toàn bộ các cái thông tin, các cái dữ liệu và các cái chứng từ đạt tiêu chuẩn. Hệ thống này nó có một cái tính năng là tính năng nhắc nhở. Tức là sao? Khi mà người ta đăng nhập, người ta upload lên thông tin, dữ liệu hoặc là chứng từ mà nó sai, nó không đúng hoặc nó thiếu, thì hệ thống sẽ yêu cầu họ bổ sung cho đến khi đầy đủ. Giống như cái cách mà chúng ta apply visa trên mạng đó. Tức là thiếu cái gì thì nó sẽ nhắc nhở mình bổ sung cho đầy đủ, đến lúc đầy đủ rồi thì nó mới ok được. Thì đây là các kết quả đầu ra. Khi mà có các cái thông tin này thì ngay lập tức nha, chứ không phải chờ cho đến lúc mà nhà sản xuất có làm giải trình mới có. Mà ví dụ như là đơn vị trồng rừng hay là công ty thương mại nhà cung cấp, khi họ đưa thông tin vào thì ở đây sẽ hiện ra các cái kết quả, sau khi chúng tôi sẽ xem xét xác minh, và đây là những kết quả mà họ sẽ nhận được: bản đồ hành trình chuỗi cung ứng, bộ hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ về nguyên liệu và sản phẩm, mã số nguyên liệu, chứng chỉ nguồn gốc gỗ hợp pháp, bản đánh giá rủi ro. Nó có ngay từ ban đầu luôn, chứ không phải chờ đến chặng cuối mới có. Đây là cái này giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và đây là tôi xin nói qua nhanh về cái hành trình chúng ta sẽ làm gì trong thời gian này khi mà Flexi chưa bắt đầu. Thì doanh nghiệp khi sản xuất ra đồ gỗ thì họ đồng thời có phát sinh các cái thông tin chứng từ liên quan đến sản phẩm. Và khi đồ gỗ này được xuất khẩu đi nước ngoài thì cũng là lúc mà các thông tin này được đưa vô hệ thống. Thì khi thông tin đưa vô hệ thống thì nó sẽ ra các kết quả như tôi vừa nói lúc nãy. Nhưng mà cái nhà cung cấp, cái nhà cấp chứng chỉ quốc tế, cái cơ quan cấp chứng chỉ quốc tế đây này, họ xuất hiện ở đây và họ cũng xác minh các thông tin của doanh nghiệp, họ cũng xác minh cái kết quả mà hệ thống xuất ra. Và nếu có vấn đề gì hỏi thắc mắc thì họ sẽ nghe trực tiếp và thắc mắc và hỏi cái hệ thống này. Hệ thống phải giải trình cho một cách đầy đủ. Thì sau đó là hàng được chuyển tới khách hàng thì cũng là lúc thông tin được chuyển tới họ. Như vậy là doanh nghiệp chúng ta thấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Nhà mua hàng sau đó người ta sẽ mang cái bộ kết quả này, người ta trình lên các cơ quan giám sát UTI ở nước ngoài. Và nếu như cơ quan này có gì thắc mắc thì họ hỏi qua trực tiếp cái ông cấp chứng chỉ quốc tế này, chứ không cần phải hỏi qua ai nữa, vì họ có một cái bên đáng tin cậy để họ xác minh. Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia dự án: thứ nhất, dễ được xếp hạng doanh nghiệp nhóm 1. Thứ hai, tiết kiệm chi phí. Như chúng ta thấy, riêng một cái việc mà các cái thông tin của các doanh nghiệp ở các cái chuỗi phía đằng trước người ta đăng nhập, người ta đưa vô hệ thống thôi, là chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian, con người và chi phí để chúng ta có được những cái bộ thông tin đầy đủ để chúng ta giải trình rồi. Đấy là tiết kiệm rất nhiều chi phí, tiết kiệm được thời gian luôn. Và chúng ta có được một nguồn gỗ, nguồn cung gỗ hợp pháp dồi dào với giá tốt hơn. Bởi vì sao? Nếu như mà quý vị mua gỗ tràm ở Việt Nam, đương nhiên gỗ tràm là hợp pháp, nhưng mà bởi vì khách hàng người ta không có ai chứng nhận cho cái điều đó, nên là chúng ta phải mua gỗ tràm có chứng chỉ. Như vậy có chứng chỉ nó phải cộng thêm 5% hay 10%, cái phần đó là sao? Doanh nghiệp phải trả tiền. Nếu như cái hệ thống của chúng ta làm được cái việc này thì cái người cung cấp gỗ đây họ không cần phải tốn thêm chi phí, và chúng ta sẽ mua được gỗ với giá rẻ hơn. Rồi, các doanh nghiệp đều mở rộng được thị trường,
nếu như tham gia vào hệ thống này. Bởi vì sao? Hãy nhớ lại cái slide trước khi tôi nói là đây là một hình ảnh của một Alibaba thu nhỏ trong ngành gỗ. Bởi vì mọi thành viên, mọi doanh nghiệp mà tham gia trong chuỗi cung ứng, họ đều có mặt ở đây, họ đều có thể trao đổi được với nhau. Một cái người mà sản xuất có thể tìm được nhiều nhà mua hàng hơn và cũng tìm được nhiều nhà cung ứng hơn. Một nhà thương mại gỗ, người ta có thể cung cấp được nhiều cho doanh nghiệp hơn, cho các nhà sản xuất hơn, và họ cũng kiếm được nhiều gỗ từ các nguồn rừng hơn. Trong cái hội thảo trước đây tôi nhớ là có ý kiến đưa ra là làm sao để doanh nghiệp với một cú click chuột có thể biết được công ty nào có cái gì. Thực ra phải nhờ một hệ thống như thế này thì chúng ta mới có thể xây dựng được, nó phải có nền tảng của hệ thống này thì chúng ta mới có thể xây dựng được để đạt được yêu cầu đó. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng vì thế mà được nâng cao. Như vậy thì điều kiện nào để trở thành thành viên của dự án? Thứ nhất, điều kiện về cái phần mà điều kiện trở thành thành viên dự án thì một lát nữa tôi sẽ nhường lại cho Uông Văn Thành tiếp tục nói chuyện, lấy từ trao đổi với hội thảo, và xin tạm dừng cái nội dung mà chúng tôi trình bày về hệ thống ở đây. Rất là mong được nghe được các ý kiến phản hồi, đánh giá và góp ý của quý vị để chúng ta có được một cái hệ thống hoàn hảo dành cho doanh nghiệp chúng ta. Xin chân thành cảm ơn.